Rồi chúng ta sẽ qua bài 55. Rồi, bài 55 thì cho chúng ta là hãy chọn các đáp án đúng ở trong. Sau đây mình có các đáp án là A, B, C, D và gồm có câu A, câu B và có y C không nhỉ? Có y C nữa ha, có A, B, C và trong trong các đáp án trong các câu thì cũng có các đáp án là A, B, C, D, E. Và mình cùng xem là cái nào đúng ha. Ở ý A này, mình có là 10 mũ trừ 3. Vậy 10 mũ trừ 3 ở đây sẽ chuyển về về dưới dạng là phân số đúng không? Vậy thì mình sẽ đưa về này, 1 phần cho x mũ trừ trừ n sẽ đưa về là 1 phần x mũ n. Vậy là x mũ n tức là 10 mũ trừ 3 chuyển xuống dưới tử dưới mẫu số là còn là chuyển về số dương là 3 đúng chưa? Vậy mình được là 1 phần 10 mũ 3. Vậy đáp án của mình là đáp án nhìn sát bài tập và chọn đáp án C đúng chưa nào? Tiếp theo là câu B. Câu B của mình là 10 mũ 3 nhân 10 mũ trừ 7. Vậy thì ở đây vẫn là số hữu tỉ đúng không? X mũ n nhân x mũ m thì sẽ bằng x mũ n cộng m. Vậy mình sẽ bằng này. Cơ sở 10 giữ lại đúng không? Ở đây là mình có 3 cộng với trừ 7. 3 cộng với trừ 7. Tức là bằng 10 mũ mấy nhỉ? 3 cộng trừ 7 là ra trừ 4 đúng không? Vậy là mình được 10 mũ trừ 4. Vậy đáp án của mình có nào 10 mũ trừ 4 không nhỉ? Có đúng không? Mình chọn đáp án C đúng chưa nào? Tiếp theo mình qua câu câu C ha. Câu C của mình là 2 mũ 3 chia cho 2 mũ 5. Vậy thì mình sẽ có là khi mà mình học được có số hữu tỉ có lũy thừa là số mũ nguyên âm á thì mình sẽ làm được những bài này luôn ha. Thì mình sẽ được là 2 mũ 3 trừ 5 đúng không? 3 trừ 5 thì sẽ được là 3 trừ 5 là trừ 2 đúng không? 2 mũ trừ 2. 2 mũ trừ 2 thì có đáp án nào không nhỉ? Là câu A đúng không? Nhìn vô là thấy câu A liền. Là chọn câu A ha. Vậy thì qua bài này mở rộng cho cô tiếp về phần về lũy thừa với số mũ nguyên âm của số hữu tỉ ha. Nhớ công thức này cho cô ha. Nhớ là số hữu tỉ của mình phải khác không ha. Tại vì nếu mà nó không thì nó không thể đem xuống dưới mẫu được. Rồi, chúng ta sẽ qua bài 56. Mình có này. Bài 56 là người ta cho mình so sánh hai cái số đó là 99 mũ 20 và 9999 mũ 10. Vậy thì mình sẽ so sánh xem cái nào lớn hơn, cái nào nhỏ hơn ha. Mình sẽ có là 99 mũ 20 và 9999 mũ 10. Vậy hiện tại thì mình chưa có cùng cùng cơ số cũng không có cùng lũy thừa. Vậy thì mình thấy là lũy thừa 20 thì sẽ bằng bằng 2 nhân 10 đúng không? Vậy là mình có thể đưa về về lũy thừa số 10 được ha. Vậy thì mình lấy như này. Ta có này. 99 mũ 20 thì bằng 99 viết lại ha. Lũy thừa của mình là
20 thì sẽ tách ra được là 2 nhân 10 đúng chưa nào? Mà 2 nhân 10 tức là mình sẽ lấy là 99 mũ 2 lũy thừa 10. Đúng không? Mà 99 mũ 2 thì mình có là 99 nhân 99 đúng không? 9 nhân 9 81 à, 99 81 đúng không? Đấy, với 1 nhớ 8. 99 81 nhớ 8 nữa là 89. Nha, yeah, 99 81 lại ghi 1. Rồi, 99 81 nhớ 8 nữa là 89. Mình được 1. 0, nhớ 1 qua đây là 18, 19, 9, 8, 1, 0 đúng chưa nào? Sẽ bằng 9, 8, 1, 0, tất cả mũ 10. À, cái này mũ 10 thì cũng chẳng cần tất cả đâu ha, không cần ngoặc đâu ha. Vậy là mình sẽ được 99 mũ 20 sẽ bằng 9. 1810 mũ 10. Vậy thì ta có thể so sánh được cái số 9810 mũ 10 với 9999 mũ 10 đúng chưa? Vậy thì hai này cùng lũy thừa, mà cùng lũy thừa thì cơ số nào lớn hơn thì số nào lớn hơn, mà có là 9810 thì nhỏ hơn là 99 đúng không? Mình suy ra này, 9810 mũ 10 sẽ nhỏ hơn 99 mũ 10 đúng chưa? Vậy thì mình suy ra 9810 mũ 10 tức là 99 mũ 20 nhỏ hơn 9999 mũ 10 đúng nha. Rồi, vậy qua bài so sánh này thì mình nhớ là nếu mà nó không có cùng cơ số, không cùng lũy thừa thì chúng ta có thể đưa về cùng cơ số hoặc là cùng lũy thừa để mình so sánh cho nó dễ. Hoặc là nếu mà có những trường hợp là mình không so sánh trực tiếp được thì mình sẽ so sánh gián tiếp qua một cái số trung gian nào đó ha. Rồi, chúng ta sẽ chuyển qua bài 57 ha. Rồi, qua bài 57 này. Bài 57 là yêu cầu chúng ta chứng minh các đẳng thức sau. Thì mình có các đẳng thức đó là câu A và câu B. Vậy thì mình sẽ xem cô hướng dẫn các bài làm của phần mình chứng minh ha. Đầu tiên là câu A cho mình là 12 mũ 8 nhân với 9 mũ 10, à 12 mũ 8 nha. Đó. Viết đề sai sẽ làm sai luôn đấy. 12 mũ 8 nhân với 9 mũ 12 sẽ bằng 18 mũ 16. Vậy thì ở đây mình sẽ có là những cái số này, hôm nay chẳng cùng cơ số cũng chẳng cùng lũy thừa. Mà người ta muốn chứng minh vế trái bằng vế phải. Đây là vế trái ha. Đây là vế phải. Đúng chưa? Vậy thì mình thấy rằng bên vế trái của mình phức tạp hơn thì mình sẽ biến đổi đưa về vế phải ha.
Vậy thì chúng ta sẽ biến đổi làm sao để vế trái của mình về thành vế phải. Thì mình xét này. Vế trái của mình sẽ bằng 12 mũ 8 nhân cho 9 mũ 12, đúng chưa? Mình sẽ biến đổi cái vế trái này nha. Vậy 12 mũ mũ 8 nhân 9 mũ 12 thì mình sẽ đưa về rút gọn về những cái cơ số nhỏ nhất ha. Ví dụ như là 12 sẽ bằng 3 nhân 4 đúng không? Tất cả mũ 8 này. Còn 9 của mình sẽ đưa về là 3 mũ 2 đúng chưa? Rồi mũ 12 thì chúng ta vẫn viết lại. Yeah. Rồi. Ở đây mình sẽ có 3 nhân 4 mũ 8 tức là được là 3 mũ 8 nhân 4 mũ 8 đúng không? Rồi, 3 mũ 2 lũy thừa 12 thì mình sẽ được là 3 mũ 12 nhân 12 là được 20 mũ 4. Đúng chưa? Vậy đến đây mình gom này. Mình sẽ gom 6 lại ha. Mình sẽ được đó là 3 mũ 8 nhân với 3 mũ 24 nha. Yeah. Rồi nhân với 4 mũ 8 tức là 2 mũ 2 tất cả mũ 8 đúng chưa? Rồi, mình sẽ đưa về bằng 3 mũ 8 nhân 3 mũ 24 là được 3 mũ 8 cộng 24 đúng không? 8 cộng 24 là được 32 đúng không? Rồi, nhân 2 mũ 2 nha. Lũy thừa 8 là được 2 mũ 2 nhân 8 là 2 mũ 16 đúng chưa? Rồi, mà mình để ý cho cô là cái kết quả của mình bên vế phải là mũ 16. Vậy thì cô sẽ đưa cái số 3 mũ 322 này thành về mũ 16 nha. 32 là bằng 2 nhân với 16 đúng không? Vậy thì cô sẽ được là 3 mũ 2 lũy thừa 16 nhân với 2 mũ 16. Vậy đáng ra chỗ này là mình không cần phải đưa về lũy thừa cơ số 3 đâu ha, mình đưa về cơ số 9 là được rồi ha. Vậy 3 mũ 2 là bằng 9 mũ 16 nhân cho 2 mũ 16. Vậy thì cùng lũy thừa chúng ta sẽ được là x mũ n nhân y mũ n sẽ bằng x nhân y là 9 nhân 2 mũ 16 ha. 9 nhân 2 là 18. Mũ 16, vậy là mình đã biến đổi được vế trái sang vế phải. Vậy thì suy ra vế trái của mình là bằng 18 mũ 16 là chính bằng vế phải đúng như nào. Vậy suy ra là điều cần chứng minh đúng không? Vậy 12 mũ 18 nhân với 9 mũ 12 là bằng 18 mũ 16. Tức đây là điều phải chứng minh đúng nào? Đúng chưa? Rồi. Vậy tương tự như vậy mình có làm được câu B không nhỉ? Câu B của mình là cả 75 mũ 20 sẽ bằng 45 mũ 10 nhân 5 mũ 30. Vậy thì ở đây mình sẽ có là cái vế trái này. Đây là vế trái ha. Và đây là vế phải. Vậy thì ở đây mình thấy là vế phải nó phức tạp hơn đúng không? Thì mình sẽ chuyển từ vế phải sang vế trái ha. Mình sẽ có này. Ta có vế trái sẽ bằng, à quên, vế phải ha, 45 mũ 10 nhân với 5 mũ 30. Chúng ta sẽ chuyển về
cơ số nhỏ hơn thì mình sẽ có là bốn mươi lăm là bằng bằng 9 nhân 5 đúng không? Mũ 10 này. 5 mũ 30 chúng ta không tách ra được cho nên chúng ta để lại ha. Vậy đến đây mình sẽ có là 9 mũ 10 nhân với 5 mũ 10 đúng không? Đúng chưa? Rồi 5 mũ 30 chúng ta viết lại. Rồi, 9 mũ 10 thì mình lại sẽ bằng là 3 mũ 2 mũ 10. Đúng chưa? Rồi 5 mũ 10 nhân 5 mũ 30 là ra được 5 mũ 40. Đúng chưa? 10 cộng 30 là ra 40. Vậy đến đây mình có là 3 mũ 2 là 9 này. À không. Nhầm. Mình có là 3 mũ 2 mũ lũy thừa 10 thì mình sẽ viết về cơ số 3 ha. 2 nhân 10 là 20. Tiếp 5 mũ 40 có phải chính là 5 lũy thừa 2 lũy thừa 20 không? Là 2 nhân 20 là bằng 40, đúng chưa nào? Vậy thì mình sẽ được là 3 mũ 20 nhân cho 5 mũ 2 tức là 25 mũ 20, đúng chưa? Vậy là mình đã đưa về lũy thừa 20 để giống vế phải rồi. Mình sẽ có là lũy thừa 20 này. Vậy ở đây là 3 nhân với 25 đúng không? Mà 3 nhân với 25 là được, được 75. Lũy thừa 20 viết lại, vậy là mình có phải là được vế phải bằng với vế trái chưa? Đúng chưa? Vậy đến đây mình thì mình suy ra là 75 mũ 20 sẽ bằng 45 mũ 10 nhân 5 mũ 30. Đây là cái điều mà mình phải chứng minh đúng không? Rồi. Vậy là cô vừa hướng dẫn các em làm xong bài 57. Rồi chúng ta sẽ qua bài 58. Bài 58 thì khá giống như là bài 54 ha, cũng có một cái ô vuông như vậy. Chúng ta sẽ qua bài 58 nè. Bài 58 cũng cho mình một cái ô vuông ha. Rồi, người ta cho mình là một cái ô vuông như thế này và có cái tính chất như sau. Mỗi ô sẽ ghi lũy thừa của 10. Vậy là 10 mũ bao nhiêu đó hết. Tất cả đều là 10 mũ bao nhiêu đó nha. Tất cả đều là lũy thừa của 10 nha. Tích của các số của mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau. Tức là tương tự như nãy là những cái ô này này. Nhân hàng ngang với nhau, nhân hàng dọc hay nhân hàng chéo với nhau thì đều bằng một số nào đó. Và hãy điền những ô còn thiếu. Vậy đầu tiên mình nhìn cái ô vuông của mình thì có
cái hàng ngang này là đầy đủ tất cả các ô, vậy mình sẽ tính tích của các hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo ha. Vậy tích của hàng ngang này vậy tích của hàng ngang này cũng chính là tích của hàng dọc, hàng chéo luôn ha, tại vì những cái này người ta cho là tích của các số trong mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng nhau hết, cho nên mình sẽ lấy tích của một hàng thì mình sẽ được tích của các đường chéo, tích của hàng, của cột và hàng thôi. Vậy thì hàng này mình sẽ có 10 mũ 0 nhân 10 mũ trừ 5 nhân 10 mũ 2 thì mình sẽ có là 10 mũ này. Áp dụng tính chất của công thức số 6 ha, thì mình sẽ có là 10 mũ 0 cộng với trừ 5 cộng với 2 đúng không? Vậy thì mình sẽ có là 10 mũ 0 cộng với trừ 5 là trừ 5, trừ 5 cộng với 2 là trừ 3. Vậy là tất cả các tích của hàng ngang này nhân lại, hàng dọc nhân lại và hàng chéo nhân lại với nhau đều bằng trừ 3. Vậy ở đây mình thấy là cái dòng nhất là đầy đủ rồi đúng không? Vậy là chỉ những cái ô này còn thiếu, vậy chỉ có mỗi cái cột dọc chính giữa là cột dọc thứ hai của mình là có hai dữ kiện, thì mình sẽ tìm dữ kiện này. Vậy đây là sẽ là 10 mũ, mũ bao nhiêu đó. Vậy thì mình sẽ có là trừ 5 cộng trừ 3, cộng với 3 là đây được trừ 2, trừ 2 mà muốn thành trừ 3 thì ở đây phải là mũ trừ 1 đúng không? Dạ, yeah, tiếp. Vậy là mình đã có đây rồi. Thì tiếp theo mình sẽ tính ô này nhỉ. Mình có đường chéo này. Đường chéo này là 10 mũ trừ 1 nhân 10 mũ trừ 2 là được 10 mũ trừ 1 rồi đúng không? Vậy thì ở đây là 10 mũ bao nhiêu? Vậy là mình sẽ có là trừ 1 cộng với trừ 2 là trừ 1. Vì mình cộng bao nhiêu nữa ra là trừ 3 thì đây là 10 mũ trừ 2 đúng không? Này, trừ 2 cộng với cô nhầm là mình có này, là các số mũ của mình là x ở đây cộng với trừ 1 cộng với 2 là phải ra được cái mũ là 10 mũ trừ 3 đúng không? Là trừ 3, vậy thì mình có là trừ 2, quên 2 cộng với trừ 1 là ra 1, 1 cộng với bao nhiêu thì ra trừ 3 nhỉ? Cộng với trừ 4 đúng không? Vậy đây là 10 mũ trừ 4 này. Tiếp theo là mình thấy là cái hàng cuối cùng mình được hai dữ kiện rồi, mình sẽ tìm dữ kiện ở đây là 10 mũ bao nhiêu đó. Thì ở đây là trừ 4 cộng với 3 là được trừ 1, trừ 1 thì cộng với trừ 2 nữa là được trừ 3 đúng không? Vậy ở đây là trừ 2. Tiếp theo đây là 10 mũ trừ 2, 10 mũ 2 với 10 mũ trừ 2 nhân lại với nhau là 10 mũ 0. Vậy thì ở đây của mình là 10 mũ trừ 3 đúng chưa? Đúng chưa? Vậy là ở cái dòng tiếp theo là mình có hai này là 10 mũ trừ 1 và 10 mũ trừ 3, tức là 10 mũ trừ 4. 10 mũ trừ 4 mà nhân với bao nhiêu thì ra 10 mũ trừ 3 nhỉ? Nè, nhân với 10 mũ 1 đúng không? Vậy thì mình có là điền hết tất cả các ô nè. Yeah. Vậy mình đã làm xong bài 58. Vậy mình làm sao cho các mũ cộng lại đều bằng trừ 3 là được đúng không? Đúng rồi ha. Rồi bài 59. Bài 59 là cũng dạng bài chứng minh nữa ha. Vậy thì hôm bữa mình cũng có một bài chứng minh tương tự như vậy rồi là bài số nhiêu nhỉ? Bài số 47. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một bài tương tự như vậy nữa nhé. Đây là người ta cho mình là chứng minh là 10 mũ
6 trừ đi 5 mũ, mũ 7 chia hết cho 59. Vậy hôm bữa chúng ta đã có cái bài 47 rồi. Vậy thì chúng ta sẽ rút kinh nghiệm từ bài đó. Bài đó là chúng ta sẽ thấy là chia hết cho 14 thì chúng ta sẽ tách ra cái biểu thức của mình là về bên này. Sẽ làm sao tìm ra được một số này ở đó nhân với số mà mình muốn chia hết, đúng không? Vậy bài này là chia hết cho 59 thì mình sẽ tách cái 10 mũ, mũ 6 trừ đi 5 mũ, mũ 7 này ra thành là số 59 nhân với một cái nào đó ha. Vậy thì mình phải xét cái vế này, mình có 10 mũ 6 trừ đi 5 mũ 7. Vậy thì ở đây mình thấy là 10 mũ 6 mình sẽ có thể tách ra hai cái cơ số đó là 2 nhân 5, đúng không? Đúng không? 10 là 2 nhân 5 thì mũ 6 viết lại trừ đi 5 mũ 7. Viết lại ha. Vậy là x nhân y mũ n thì sẽ là bằng x mũ n nhân y mũ n trừ đi 5 mũ 7. Vậy ở đây mình sẽ để ý nè, là đây có 5 mũ 6, ở đây là có 5 mũ 7. Vậy thì mình sẽ rút ra được là 5 mũ 6 làm nhân tử chung, đúng chưa? Đúng không nè? Vậy là 2 mũ 6 mình để lại nè, 2 mũ 6 trừ đi 5 mũ 6 mình rút ra ngoài rồi, thì ở đây là còn 5 mũ 7 trừ đi là 7 trừ đi 6 là còn 5 mũ 1 là 5 luôn, đúng không? Đó rồi, vậy thì mình sẽ có 5 mũ 6 viết ra ngoài này. Mình có 2 mũ 6 tức là 64, đúng không? 64 trừ đi 5 thì mình sẽ bằng 5 mũ 6 viết lại này. 64 mà trừ đi 5 là được 59, đúng không? Vậy là mình đã xuất hiện một cái số 59. Mà cụm này thì sao này? Mà 5 mũ 6 nhân với 59, cụm này thì chia hết cho 59, đúng chưa? Nên cái cụm này thì có một lũy thừa số là 59 thì chắc chắn là sẽ chia hết cho 59 rồi. Vậy thì mình sẽ suy ra được là cái yêu cầu đề bài, đúng không? Suy ra điều phải chứng minh, đúng không? Suy ra là mình sẽ có là 10 mũ 6 trừ 5 mũ 7 sẽ chia hết cho 59. Đây là điều mà mình phải chứng minh, đúng chưa? Vậy là chúng ta đã làm xong các bài tập ở trong sách bài tập. Và các em nhớ lại cho cô về 7 công thức này, về phần mở rộng này nha, là lũy thừa với số mũ âm của một số hữu tỉ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài giảng và bài dạy tiếp theo. Thì các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài dạy mới nhất của cô ha. Tạm biệt các em.